chào 5.000 anh em. Hiện tại là Thị đang có mặt ở tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Đấy, và để tham gia một cái giải marathon buổi sáng ngày mai, 5.000 anh em ai có mặt ở đây nhìn thấy video của Thị cùng comment, cùng gửi nhau lời chào tương tác để chúc mọi người mai về đích xinh tươi nhá. Hello, xin chào.